những lời đầu tiên khi họ xuất hiện đã thành sự thật với sự thông minh tài tình của Liên Bỉnh Phát. Với sự điềm tĩnh và luôn đối diện với mọi chuyện nhẹ như không, Trương Thế Vinh. Và với sự mưu mẹo thao lược của BB Trần. Đội khách hiện tại đang dẫn trước đội nhà với tỷ số 1-0. Yeah. Cũng có thể đây là chiếu bài của đội nhà. Họ đang dắt chúng ta vào một con đường rất đẹp, nhưng đến vòng cuối là ngõ cụt, không quay đầu kịp. Và bây giờ là một vòng giá trị nghệ thuật cao, bảo đảm tất cả sẽ thích. Nét MC lạ quá. Chúng ta còn gặp gỡ những người bí ẩn. Các bạn vừa thấy khung cảnh và vừa nghe âm nhạc thuộc về cổ điển. Tiếng đàn piano réo rắt vang lên, báo hiệu cho chúng ta biết chúng ta phải đi tìm nghệ sĩ piano quốc tế. Wow. Có nghĩa là gì? Đi thi đấu được nhiều giải ở trên toàn thế giới. Chúng ta bắt đầu giao lưu. Đây, nhìn là thấy là ra dáng âm nhạc rồi đó nha. Mời giới thiệu. Anh có thể nào trân trọng mời BB lên đây với anh được không? Lên đi, nói gì nữa. Ủa? Này giống rước dâu vậy. Anh sẽ đưa BB tới Italia, nơi chúng ta sẽ cùng nhau ăn spaghetti. Và đó chúng ta làm như thế. Ủa, làm gì vậy? Hey, mambo, mambo. Ủa, vậy vậy? Vậy? Mambo, mambo italiano, go, go, go. Nào mình cùng say trong điệu piano, nào là la. Và tôi là nghệ sĩ piano quốc tế. Rồi, anh bỏ em ở tại xứ sở Italy nè. Rồi, em mua vé máy bay tự về đi em. Em chỉ là công cụ để người ta giới thiệu bản thân thôi. Đây. Quá thất vọng. Lên trân trọng mời cho cô. Dạ. Con là ai, con giới thiệu đi. Bé ngồi đánh đàn cho bạn hát vang. Tiếng nhạc tình tan là tan tinh tình. Đàn trong tay bé, đàn hát tình tan. Đàn trong tay bé là chiếc quạt nan. Các anh là nghệ sĩ piano quốc tế. Ê chà, đông quá. Cây thon lạ lướt trên phím ngà, âm thanh bỗng như lan trang hòa. Dường như say phải không ta. Ta là nghệ sĩ piano quốc tế nè. Chưa hết đâu, mời đọc thơ. Thơ tiếp nữa. Anh Giang ơi. Ơi. Em vừa mới bị thất tình. Mới bị thất tình. Nhưng cứ làm đôi mắt em thiếu gì cách để quên. Piano, anh chọn niềm vui đem âm thanh. Piano, để anh được lướt ngón tay lên. Piano, no, 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 no. Piano, no, 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 no. Tôi là nghệ sĩ piano quốc tế. Cảm ơn bạn. Không có thơ nha. Mời vị trí số 5. Hey! Ta là Pikachu. Pika Pikachu. Ta là Pijama. Pika Pijama. Ta là piano. Pia piano. Ta là nghệ sĩ piano quốc tế. À, đó thấy chưa? Đơn giản. Mặc áo pijama là chơi piano. Không à. Phát. Cái này âm nhạc đâu có làm khó em được. Đúng, bởi vậy em, anh Thành hiểu em đó. Thật sự thì khi mà nhìn vô năm ứng viên ở trên đây thì Phát đó có cái quan điểm của mình. Em muốn mấy em để câu này làm cái logo của em phát ra thôi, em ấn nút rồi nó phát ra thôi. Dạ không anh, nói chuyện là gì? Có nghĩa là sao biết không? Em để em hỏi trước nha. Dạ. Bé số 2 đi. Khi mà con đi thi ở quốc tế đó thì lúc đó là con bao nhiêu tuổi? Dạ lúc đó là con 8-9 tuổi. Nhưng mà con chơi đàn được bao lâu rồi? Con đánh đàn từ lúc 5 tuổi. À, con chơi từ lúc 5 tuổi rồi đi thi mới là lúc là 8 tuổi. Dạ không, 9 tuổi. À, 9 tuổi. Cái bài đầu tiên mà con tập là bài gì? Sô nét ánh trăng. Cái phiên bản mà nó dễ hơn thôi ạ. Vậy hả? Phát bản số 3. Phát hỏi đi cơ. Dạ anh hỏi trước nè Thành. Em hỏi đi. Dạ không, anh hỏi đi.
Tới tối à. Số 3, show nát ánh trăng là của ai vậy em? Của Hoàng Bạc Tử. Anh Vinh, anh tới đâu vậy anh Vinh? Đúng rồi. Vinh nó qua tới Hoàng Bạc Tử luôn rồi. Bao nhiêu lâu thì mình tune cái đàn lại một lần? Đối với những cái đàn bình thường thì khoảng 6 tháng một lần. Còn có những cái đàn mà nó cũ quá thì bắt buộc á, khi mà nó xuống dây thì mình phải thay đàn một, là mình phải gọi người đến để tune lại cái đàn. À, trên cái đàn piano cơ bản nó có bao nhiêu nốt đen? Nó có 88 phím thì phím đen 36 phím. 36 phím đen. Bài số 4 là bạn đã từng thi những cuộc thi nào? Năm em được 9 tuổi thì em giành được huy chương vàng giải cấp quốc gia tại Hà Nội. Chuyên về piano ạ. Cấp quốc gia nhưng mà còn quốc tế thì sao? Sau khi mà em tham gia em đã được huy chương vàng thì sau đó là em sẽ đã được mời đi diễn ở quốc tế luôn mà không cần thi nữa. À, là có nghĩa là mình không thi, mình chỉ là được mời đi diễn thôi. Đúng rồi. Khi quấn đờn á, mình sẽ lấy cái gì gõ cho phím đờn? Ngón tay đó anh. Piano nó có mấy cái giò chân em? Là anh đang nói về cái phần chân đứng hay là cái pedal ở giữa? Cái pedal. Cái pedal thì tùy theo loại đàn nó sẽ có từ 2 đến 3 loại. Ba cái chân. Cái chân ngoài cùng là làm gì? Ngoài bên phải. Bên nào? Bên phải. Nếu mà bên phải sẽ là cái to nhất là nó sẽ vang, cái ở giữa nó sẽ là đạp xuống để mình cho nhỏ tiếng, và cái cuối cùng sẽ là cái đứt tiếng. Số 5 ơi. Mình làm bên hip hop hả? Số 5 ơi. Số 5. Dạ, Pikachu nghe. Pikachu ơi. Hồ Thiên Nga là của tác giả nào? Hồ Thiên Nga vợ của tác giả Cung Sơn à. Hay. Wow. Hồ Thiên Nga của Hồ Quang Hiếu là chết luôn. Cái đàn piano nó có bao nhiêu quãng? Dạ có 88 phím. Còn quãng thì mình tự chia ra 8 quãng. 88 phím thôi hả? Biên tập nói vậy hả? 88 phím anh chia ra cho 8. Là bao nhiêu quãng? Mỗi quãng là 8 phím. Quãng 8 phím là bao nhiêu quãng? Em không có đem máy tính, em không có tính vậy. À vậy hả? Số 1 ơi, piano á, giờ mua nhiều cái đợn? À, nếu mà anh muốn mua loại bình thường á thì giá từ 70 triệu đổ lên nó ok. Còn xịn á thì vài tỷ cũng có. Wow. Trời, đợn gì mà vài tỷ dữ vậy? Thế là mua cái nhà xuống hơn chứ ta sao lại mua cái đợn? Dạ tại em thích đàn. Cái đợn mắc nhất mà em có là bao nhiêu tiền? À, cái đàn mắc nhất của em hiện tại em đang có là trị giá gần 1.2 tỷ. Trời. Wow. Con gái ơi, cái đàn mắc nhất mà con có là bao nhiêu tiền? Cái đàn cầm á. Cái đàn cầm. Con có biết không? Con cũng không biết nữa. Ai mua đàn cho con? Dạ mẹ con ạ. Mẹ mua không à, chứ không có tự mua nên không biết. Vậy số 3, anh cùng câu hỏi đó. Cái đàn mắc nhất em đang có là bao nhiêu tiền? Là 8.000 đô. Ok. Còn bạn số 1 ơi, là bạn có ý không? Hay là có đi qua bên đó trình diễn bao giờ? Dạ, chưa? Thật ra là em vào nước để tham gia chương trình này. Wow, là ở ý thiệt hả? Dạ đúng rồi. Vậy là bạn có ý định là đưa BB đi thiệt không? Dạ, nếu mà BB muốn. Ý hả? Ồ. Nè, bây giờ hỏi nè. Ở ý đúng không? Bạn ý về đúng không? Dạ đúng rồi. Còn bay hãng nào về đây vậy? Dạ, hãng máy bay. Đúng rồi. Cãi gì được. Bạn đi thi quốc tế thì bạn đi được bao nhiêu nước rồi? Dạ, em đi tổng cộng là 7 nước rồi chị. 7 nước châu Âu hay châu Á hay dạ, là? Dạ, thật ra là có 5 nước ở châu Âu và 2 nước ở châu Phi. Kiểu từ thiện á chị. Thuộc bài quá ha. Cảm ơn em. Chào buổi tối là gì? Ciao. Đâu có. Chào buổi tối là Buonasera. À ok. Vậy là sai rồi ha. Ok. Trời ơi, thật chết rồi. Lừa đảo nữa rồi. Bây giờ muốn cho gì cho? Em số 5. Tiếng Ý Scratchfucia là gì? Em học piano Việt Nam mà cần chị em học tiếng Ý. Thôi em. Ý là ông kia thôi. Ông này học ở bên Gò Vấp mà. Rồi, như vậy là đã quá rõ ràng cho một sự lựa chọn đúng đắn. Có vẻ hơi hoang mang hả? Hoang mang. Vẫn chưa hả? Liên Bình Phát, đây là cơ hội để tỏa sáng một lần nữa. Thật ra là em đã có đáp án rồi anh ạ. Rồi thôi, mình chọn vậy thôi. Tỏa sáng rồi đó. Rồi, tỏa sáng rồi đó. Mời chọn con số. Lạ lùng và bất ngờ, đội chủ nhà chọn vị trí số 1 Italia, và đội khách với bộ não thần đồng thần thánh của Liên Minh Phát chọn vị trí số 4. Why? Vì sao vậy? Mọi người là đặt hết niềm tin vào Phát luôn anh. Tại vì Phát là người nói là số 4, là chắc chắn là số 4 luôn đó. Đâu, để hỏi coi tại sao nè. Tại sao? Thật ra khi mà nghe 4 người này giới thiệu về bản thân và cất giọng lên thì
Phát nghĩ bạn số 4 là người đã chơi piano từ lâu. Những bạn kia thì có thể là cũng là chơi piano đó, có biết về về kiến thức về piano, nhưng mà vẫn tin là bạn số 4. Mình nói cái lý do Phát. À, Phát mình chọn Đại. Chọn Đại. Ừ. Trời ơi. Ở nhà Baby thì chọn khác. Chắc nãy bạn số 4 nhắc bạn số 3. Không, thực sự á là số 1 á cũng rất là có nguy cơ, tại vì bạn biết sao, hồi nãy đi xuống đây nè, khi mà xòe cái bàn tay ra đưa BB đón BB á thì mấy đầu ngón tay này cảm giác nó hơi chai. Có không? Nếu như bạn ý bạn chơi piano ở Việt Nam, giải tư phường 7 quận Phú Nhuận cũng chai. Thì cái đầu cũng chai. Ừ. Chơi nhiều thì cũng chai. Đúng vậy. Nhưng mà bây giờ thế này nè, giờ mình nói ha, mình hỏi một cái câu rất cơ bản là Sonata Ánh Trăng của ai? Của Beethoven đúng. Nhưng mà số 3 trả lời kiểu ngập ngừng, là một hồi mới nhớ ra là của Beethoven. Thì khi mà tôi hỏi những cái người đó thì tôi thấy bằng số 1 bạn có quan tâm. Bạn là người duy nhất có quan tâm với những câu hỏi của tôi. Bạn tổ chức sẽ hóa trang lùm la đúng không? Tại vì cái người này là mặc dù là nghệ sĩ quốc tế, nhưng mà họ đi thi theo cái kiểu là không phải là social, không phải ai cũng biết. Ai đam mê thì biết. Ai đam mê mới biết thôi. Mà đơn giản nhất lại là anh ta. Và anh ta là cái người có phong thái của nghệ sĩ lớn nhất ở trong này. Ban đầu lúc mà 5 người bước ra là cả ba tụi em đều là thấy số 1 là hợp lý nhất. Nhưng mà khi mà mời em lên nhảy xong em thấy ủa sao kỳ, thấy hơi bị tại do bỏ em giữa đường cho em không chọn đúng không? Dạ đúng rồi, em ghim mà. Em ghim mà. Vì một cái vé xe đồ mà em loại người ta. Em cũng cảm giác bạn số 4, tại vì nhìn bàn tay bạn kiểu mà rất là đẹp. Người piano chơi piano thì tay bàn tay họ đẹp lắm. Anh ơi, em không chơi piano tay em vẫn đẹp nè. Đúng là ở đây số 4 và số 1 là đáng khả nghi nhất. Dạ. Mà lúc nãy chỉ có hai người này thôi. Ai đúng ai sai thưa quý vị, kết quả sẽ có sau vài phút giải lao. Hai đội ai đúng ai sai xin giấu tới phút cuối cùng. Ê, bao giờ sai hết không? Sai hết thì giống như nãy Thành nói là chỉ có 5 triệu đem về. Và hiện tại chúng ta đang đi đến cái điều đó đó, chứ phải đùa đâu. Chết cha. Thật ra tụi em chỉ cần 5 triệu để mua bộ đồ mới cho Phát thôi. Và bây giờ là kết quả của chương trình Người Bí Ẩn. Số 4 Trời tức quá anh Thành ơi. Cả hai đội đều sai. Em ba nè. Bạn tổ chức ghê thiệt. Tôi có hỏi ảnh một câu á, mà ảnh vô tình ảnh trả lời, mà tôi cãi với Thành để cho trời tập bấm. Thì hỏi cái gì? Là tôi hỏi là cây đờn của mình bao lâu thì tune một lần. Đúng tự vậy. Nhiên ảnh nói vanh vách ra, chỉ có là cái người chuyên nghiệp thôi. Đó, mà hỏi anh số 3 đó, nhưng mà cái này là phải nhường cho Thành, tại hai cái kia không cãi rồi. Về tất cả mọi thứ Avatar nhìn vô là tin liền, có niềm tin. Mà quan trọng vậy nè, cái câu nào cũng lắng nghe hết á. Mà biết sao không, lúc nãy khi mà quay qua hỏi em á, Phát hỏi em hay Vinh hỏi em là số mấy, em nói liền luôn số 3. Em nói số 3 đi, mà Phát nói là không, số 4 chắc chắn. Bạn luôn số 4. Tổ chức giờ càng ngày trời càng ơi đi. Em buồn quá chị. Rồi không sao đâu. Nói chung là có 5 triệu đó em. Ờ, có 5 triệu rất cao. Nãy lỡ lời nguyền rồi. Rồi, chào bà số 1, bà là ai mà lừa được đội nhà hay quá? Em là Thái Dân Đăng, hiện tại em 22 tuổi và đang là sáng tác nhạc. À, bạn ấy cũng làm về âm nhạc, thấy chưa? Có thái độ nghệ sĩ lắm. Đúng vậy. Sai quá sai, hôm nay là cái ngày gì hết, đội chủ nhà không hên lắm nha. Chán thiệt. Con là ai? Con tên là Trịnh Nhã Trúc, con 11 tuổi, con biết chơi đàn nhưng mà không phải là nghệ sĩ piano quốc tế. Trúc 11 tuổi, biết chơi đàn. Em xin tự giới thiệu, em tên là Hoàng Duy Ân. Năm nay em 21 tuổi, hiện tại em đang là sinh viên chuyên ngành thanh nhạc trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Và ngoài ra em là giáo viên dạy âm nhạc tại trường quốc tế Mầm Non ạ. Wow. Mình có chơi nhạc cụ không? Tại vì em cũng được học piano từ nhỏ. Với lại nhà em cũng là có truyền thống về âm nhạc, cho nên là em được tiếp xúc đàn cũng khá là sớm, cho nên là liên quan đến piano thì em khá là rành. Biết sao loại bạn không? Tại bạn trả lời rành quá. Em tên là Phạm Minh Hùng, hiện tại em là nhân viên tư vấn đàn piano ạ. Mình có biết chơi đàn piano không? Dạ biết ạ. Cũng biết đúng không? Dạ đúng. Mình tư vấn là mình bán đúng không? Dạ đúng rồi. Em ơi, nữa em bán đàn, em nhớ bận bộ đồ này. Rồi em nhớ nói với câu hồi nãy là mấy em nhỏ nhỏ khoái liền nha. Pikachu bận đồ pyjama đã bán đờn piano nha. Dễ thương lắm. Đây, nghệ sĩ piano quốc tế, mời giới thiệu. Tôi là Tuấn Mạnh, nghệ sĩ piano, biểu diễn nhiều nơi trên thế giới và đạt nhiều giải thưởng. Bây giờ chúng ta sẽ mời Tuấn Mạnh ra biểu diễn, sau đó mình sẽ trò chuyện để biết những giải thưởng đó là giải thưởng gì. Xin mời Tuấn Mạnh. Cảm ơn những người biết ơn. Thưa quý vị,
người bí ẩn của chúng ta, nghệ sĩ piano quốc tế Tuấn Mạnh. Bạn phải học bao nhiêu lâu rồi bạn mới có cái nội công này? Tuấn Mạnh được học đàn từ 5 tuổi và người thầy đầu tiên của Tuấn Mạnh là người cha của mình. Thì Tuấn Mạnh xuất thân từ Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, được học bổng toàn phần đi du học tại Illinois. Năm 2009 thì Mạnh được chọn là nghệ sĩ piano duy nhất của Đông Nam Á để biểu diễn cùng với dàn nhạc Đông Nam Á. Năm 2011 thì du học tại Mỹ, trình độ cao học. Và ở Mỹ thì Mạnh đạt giải danh dự cuộc thi concerto và Mạnh đạt giải nhất cuộc thi toàn bang Illinois. Sau đó Mạnh quay trở về Việt Nam thì Mạnh được bình chọn là một trong 30 người ảnh hưởng nhất của Việt Nam do tạp chí Forbes bình chọn. Mạnh ơi, hay quá. Có cách nào giờ Mạnh gửi mail cái đoạn này không? Chứ nhiều giải dữ vậy ta. Nhưng mà có bồ chưa? Đã từng có và bây giờ thì vẫn còn đang độc thân vui tính đó nè. Con nhỏ em đẹp lắm, BB Trần Mạnh thấy sao? BB Trần thật ra là Tuấn Mạnh rất là thích những cái sản phẩm của BB. Mình nghĩ rằng đó là một cái sự đầu tư, nó có một cái tư duy chắc phải kiếp sau mới làm được như BB đó. Trời ơi, nói chuyện ngọt ngào. Cảm ơn Mạnh, cảm ơn Mạnh. Thấy Mạnh nói chuyện chưa phát, người ta đi du học về người ta nói chuyện thấy không? Thấy không? Dạ, kính thưa Mạnh. Kính thưa Mạnh. Chuyện không đi Mạnh, chuyện không đi. Em đang hạ tông nhẹ nhàng. Ok, nói tiếp nè. Tuấn Mạnh thân mến, phát biết là Mạnh là một người có rất là nhiều giải thưởng ở lĩnh vực âm nhạc, đặc biệt là piano. Bây giờ thì thật sự là Phát đang rất là nóng lòng để được lắng nghe những cung bậc âm nhạc từ Mạnh. Xin mời. Bình thường đi Phát, thấy kỳ lắm. Thiệt đó, đó, sang lên đúng không? Hôm nay Mạnh chơi bài gì? Em muốn chơi một khúc ngẫu hứng kết hợp giữa âm nhạc cổ điển và âm nhạc đương đại. Yeah.
về, đi về liền. Có giật rồi, vẫn còn giật. Người bạn chúng ta Tuấn Mạnh quá hay. Trời ơi, đúng, đi là... đúng là từ cổ điển nào qua đương đại nè, nãy Beethoven xong rồi qua tới lạc trôi đi giảm ăn thì dạ, bạn biểu diễn và bạn thả cái hồn vô từng cái ngón tay ngón chân, từng cái nhịp nhón chân của bạn như là người múa ba lê á. Nói chung là bạn hoàn toàn sanh ra để gắn liền với cái đàn của bạn. Với lại ba cái bài mà bạn vừa đánh là nó không liên quan đến nhau, nhưng mà cái người hay là cái người có cái mối nối để từ bài này qua bài kia, cái mối nối nó đẹp. Những ngón tay múa trên phím đàn nó hay quá, nó đẹp quá, cả một cơ thể bạn theo điệu nhạc luôn. Và hôm nay em thấy được là có dùng mông nữa, có dùng mông đó anh, đã có những cái đoạn mà nhấn nó nhích lên cái như là nhích lên cái nữa. Rất là sao? Hay âm nhạc của người ta nó hay như vậy mà em đưa cái gì vô vậy? Bi, em muốn nói là lúc nãy thì bạn nói là bạn ngưỡng mộ những cái sản phẩm của BB, còn đối với riêng BB thì BB rất là ngưỡng mộ tài năng của bạn. Đó. Nếu thời gian còn dài là kêu Mạnh đời tới sáng luôn. Bây giờ là Trư Thế Vinh kết hợp với Tuấn Mạnh để cho chúng ta nghe những giai điệu trầm buồn sâu lắng. Ha, có luôn hả anh? Tình yêu như nắng, nắng đang buông đêm vào sương, nhẹ vừa theo gió, gió mang câu thề xa rời chốn xưa. Tình như lá u rơi buồn trong nỗi nhớ. Mưa vẫn mưa rơi, mây vẫn mây trôi, hạt hiu tình tôi. Người yêu dấu, người yêu dấu hỡi, khi mùa xuân vội qua chốn nơi đây, nụ hôn đã mưa say, bờ môi ướt đi cay, nay còn đâu? Hạnh phúc xa rời.